Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì ngày hôm nay, thể theo như nguyện vọng của một số anh em có comment và nhắn tin bảo mình rằng là anh ơi, ra ngoài đảo hồi sinh để khám phá con tàu hải tặc ma mồ gì đấy. Thì ok, ngày hôm nay thì mình có làm luôn với clip gọi là ra ngoài để khám phá xem ngoài đảo hồi sinh này có gì xịn sò. Thì cũng được rất nhiều anh em nói là ủa anh ơi, trong này giàu lắm, toàn các thứ nào là súng thính, phở la găn các kiểu, hai ba khẩu gì đấy. Thì ok, hôm nay thì mình sẽ bay vào đây luôn để xem là trong này có xịn sò như là anh em đồn thổi hay không. Và cũng như là trong cái phiên bản update vừa rồi ấy, thì ở đảo hồi sinh này nó có update vào, đó là một cái tàu gọi là tàu ma đấy anh em, căn tàu ma đấy. Và có một cái bến gọi là bến tàu nhỏ nhỏ ấy, thì có một lại có một cũng ở đấy có một con thuyền nữa, con thuyền nhỏ nhỏ thôi, con thuyền hải tặc thôi, cướp giống kiểu cướp biển vùng Caribe đấy anh em. Đấy thì nó update một số cái như là tàu nè, máy bay nè, các thứ. Nhưng mà máy bay thì update là để cho nó đẹp thôi, mình nghĩ là update vào chỉ nó nặng thêm thôi chứ chả có tác dụng mẹ gì cả anh em ạ. Chả lái được, chả gọi là trưng bày cái quần què gì, nặng game. Đấy thì con quấy con máy bay đấy, ở trong cái map này thì mình có thấy ở chỗ là gì gọi nhỉ, hình như là khu quân sự cũng có một cái. Và ở trong Pochinki thì mình mới chơi ngày hôm qua xong thì mình có ra cái con máy bay rồi. Chả có cái gì anh em. Đây đây kia kìa, anh nhìn con tàu chưa? Tí mình ra đấy. Đấy thì cái máy bay nó chả có gì đâu anh em. Nói chung là update vào trưng cho nó đẹp thôi. Cũng như cái sự kiện đợt trước anh em, cũng là cái con Godzilla đấy, nó bơi ngoài biển nhưng mà có ra được làm gì đâu. Không biết là cái con tàu này nó có ra được không đây. Tàu thì nhìn to lắm rồi. Đây đây đây. Đấy cái coi như thế là cái gọi là bến tàu nhỏ kìa. Tí mình đi tìm cái con thuyền đấy. Tại vì cái con thuyền ở cạnh cái bến tàu ấy, thì ở trong sảnh chờ cái lúc mà chờ lên máy bay đấy anh em, thì có mấy thanh niên nhảy xuống nghịch mình, nhưng mà hình như là không phải hình như mà là nếu mà nghịch ở trong cái lúc đấy thì vào trong trận đấu này thì con thuyền ấy nó cũng lệch đi, có nghĩa là anh em lái nó đi đâu thì vào trong trận đấu thì nó sẽ nằm ở đó chứ nó không nằm mặc định, nên là chốc mình phải đi lần anh em ạ. Không đi lần là mệt ngay, nút từ nãy giờ cũng không có gì nhiều, nói chung là chưa thấy vỏ laser gun anh em ạ, không thấy đâu hết. Thế mà các ông bảo là ui dồi ôi anh ơi, trong này cứ phải gọi là giàu ú. Nói chung là theo sơ qua thì cũng gọi là tạm tạm, được cái mũ ba này, X6 các thứ này, băng đạn rồi. Nói chung là nếu mà một người nhảy vào đây thì mình nghĩ là đủ đồ dùng, nói chung là cũng thoải mái, không có gì gọi là khó khăn lắm cả. Nhưng mà theo như một số thanh niên nói ở trong này giàu lắm thì không có đâu anh em, anh em nhìn thì biết lấy đâu ra. Ví dụ nhà một team mà rủ vào đây thì làm gì có chuyện có đồ mà chơi. Bây giờ thì mình sẽ ra con thuyền để đi ra cái con thuyền ma kia đấy, để anh em thấy không, anh bảo mình làm phát mình làm luôn, hợp lý luôn. Bây giờ cùng ra xem là có cái gì. Bây giờ thì mình phải ra mình tìm thuyền đã anh em ạ. Mình phải ra đây rồi, con thuyền con đây à, gọi là con, mình gọi tạm thời đây là con thuyền hải tặc tí hon đi. Đấy đây rồi, vất tạm ở đây tí nữa, nếu mà nó có trục trặc gì còn lấy thuyền mà đi vào trong bờ thì tầm này ngoài biển tầm này bo tí thôi nó đốt đau lắm anh em ạ, không có gì gọi là đau bằng đâu. Đấy xịn luôn, có cái lá cờ nữa luôn này, dây chẳng chịt như thật đấy nhở. Bây giờ thì mình sẽ ra cái chỗ mà có cái con tàu con thuyền ma đấy anh em, ở cái đầu bên trên này này, đây nó hiện ra rồi này. Đây, ra lên, không biết có trèo lên đâu nhở, cứ thử ra. Đây, nhìn nè, dao kiếm gấp ớ,
cái gì đây? Ở sao đâm tóe nửa này? Ơ, chỗ này có cái gì vậy? Từ từ đã anh em, uống bình nước đã. Ở đâm tóe nửa này, có cái gì đây vậy? Ủa, có cái hòn gì đây vậy? Ôi, đá tảng hình à? Ôi, hình như không ra được anh em ạ. Ui, à, mình biết rồi. Lại giống như cái con Godzilla, nó có một cái bức tường tảng hình. Trời ơi, thế là cuối cùng con tàu ma này cũng chỉ trưng cho đẹp thôi anh em, không ra được. Nó ngăn cách bởi một cái bức tường tàng hình rồi. Đấy anh em nhìn này, đâm vào nó tóe lửa, không đâm không đi nữa rồi. Thế là cái này chỉ trưng cho đẹp thôi chứ không gọi là vật trưng bày. Vật trưng bày trong bảo tàng đấy anh em, chả là nó quần què gì. Đủ. Ê, tưởng là ngoài này trèo được lên làm vài anh cướp biển đứng đấu kiếm chơi. Ôi, thôi, mình sẽ vào đi kiếm thính nha anh em. Không làm gì được. Đây rồi. Vào đến bờ xong, máu nước chả còn cái quần què gì, mình phải tạt vào đây để kiếm bình nước đây này. Có bình rồi, làm hơi cho nó mát. Rồi ôi, từ lấy bò đốt đau vát trường anh em ạ. Mình không còn cái phợ. Ô, có tiếng xe. À, làm cái gì ở đây? Ui, thế mà không chết này. Đẩy luôn anh em ơi. À, có hai cháu thôi. À, đây rồi, đây rồi. À, đứng trong góc, đứng trong góc à. À, đứng bơm máu, đứng bơm máu. Nào, 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 nào. Hello anh trai. Đứng bơm máu này. Hợp lý, hợp lý. Xịn luôn. À, còn cháu bên ngoài nữa này. Đẩy ra luôn anh em. Đây rồi, đây rồi. Ý, áo trắng. Áo trắng, sơ mi trắng. Có làm anh lo lắng này. Vẫn chưa biết mình ở đâu này. Ngáo này. Trả giá ngay. Đấy. Ôi trời ơi. Tự nhiên vào trong này kiếm cái bình nước tự nhiên lại giàu luôn. Hợp lý luôn. Giàu rồi, giàu rồi, giàu rồi. Mình sẽ bú nhanh và té luôn anh ạ. Đây. Đi ăn thính tiếp. Bây giờ gọi là. Đây gọi là đi ăn thính này. Làm gì đây? Hello bác tài. À, dưới cũng có tiếng bắn. Định mệnh. Khó thế nhở. Tự nhiên mình vào đây này. À, đây rồi. À, chạy này. Chạy. Ui ui ui, 3 4 4 4 viên mili không chết này. À, đẩy lên đây à, bạn sai rồi. À, này chạy này, chạy đi đâu, chạy đi đâu, một chú. À, còn đẩy lên à bạn. Hay đâu bác tài, bác tài ơi. À, à, quay lại cái đồng đội à. À, quay lại cái đồng đội, cứu đồng đội. Cứu. Ôi, không được, không được anh ơi. Ui ui, bọn này hai thằng yếu lắm rồi. Đẩy xuống anh em ơi, đẩy xuống. Ui rồi, ui đường nguy hiểm thế nhở. Không được rồi, đường này mà đẩy xuống là bây giờ bọn nó cứu xong hai thằng nó quay lại nó dã mình chết ngay. Ui, nó chạy vào trong trong kia kìa. Ui, té. Đẩy xuống cái đường này là chỉ lên bảng đếm số ngay mà thôi anh em ạ. Không được, không được, không liều được, không liều được. Từ từ, cứ củ từ anh em ạ. Bọn nó cứu xong rồi, mình mà đẩy xuống cái đường này là ngó hai viên vào đầu, bay mũ chưa cứng. Ủi, đau. Từ, ấy đau thế, làm gì căng vợ anh gì. Ui, lốc rồi. À, ui trời ơi, mình thỏ ra sớm một tí nữa có phải là vặn được cái đầu không nào. Đứng dậy. Hello bác tài, đằng sáu vẫn có tiếng bắn kìa. Từ đã anh em, mình phải xử xong hai cái thanh niên này. Không thỏ ra này. Hello. Nào. À, thỏ này. Lại hai viên. Đấy, quả này là phải đấy này. À, ngồi trong nhà vệ sinh đi. Ỉa đôi à. Quả pha này mình phi xuống xong mình đâm mẹ vào cửa. Hợp lý. Rốt hai thanh niên trong nhà luôn này. Nào, rốt trong nhà xí luôn này. Hello. Ui, mở cửa. Ui, thôi xong rồi. Nhảy ra sau này. Ôi ui, hai pha nhảy bắn. Nó cứ phải gọi là như kiểu là trong phim hành động vậy. Đẹp vơ lờ anh em ạ. Thơm luôn. Ui, quả đấy mình đang định đâm vào cửa chứ. Thì hai thanh niên này phi ra.
quả đấy mà không quả đấy mà hai thanh niên này mà vẫn ngồi trong này thì thôi, xác định là chỉ có chết với mình thôi, mình đâm vào quả đấy thì thôi bo tay chấm còm luôn. Quả đấy mà đâm vào rốt được hai thanh niên ở trong nhà thì thôi, lại có một màn chôn đỉnh cao. Trời ơi, nhưng mà may cho các bạn là các cậu chạy được ra đấy, không là các cậu chỉ có lên mây thôi, té thôi. Ui mất xe rồi, thôi thôi té chạy bộ vậy. Đây vừa nó vẫn bắn mình ở trên này anh em ạ. Lụy đây rồi một viên, đây rồi, đây hai viên rồi. Bạn bốn viên không chết này, vãi bọn này ra châu thế nhở, ra châu thực sự luôn đấy. Không phải đấy là cái chóp gỗ thôi, định mệnh bọn này ra châu thực sự anh em ạ. Sầm mốc kiện chuyên nghiệp đấy, được đấy bạn ê, đậu phộng các bạn luôn. Được rồi đấy, quăng sầm mốc này chuyên nghiệp thực sự anh em ạ, được thực sự luôn. Có thằng chạy này. Ui trời ơi, hơi đèn này anh em ạ. Nào thò ra, thò ra một viên. Ui đi mày con, đi mày tao lấy mày. Cái định mệnh. Ui rồi ôi. Cái thế nhở, định mệnh nó cầm ốp anh em ạ. Ui định mệnh, chị còn chọc đúng người. Quá đen. Ok thì clip mình cũng dừng lại đây thôi. Anh em thích cái series khám phá này đừng quên để lại một like, đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em.